Chính phủ đã chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức, thay vào đó sẽ xét thăng hạng. Quyết định này không chỉ giảm áp lực cho các viên chức mà tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị định sửa đổi một số điều về tuyển dụng và quản lý viên chức vừa được chính phủ ban hành. Với nghị định này, viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện. Theo đó, viên chức phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật, có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.